Hương nè, mình chia tay đi. Bác sĩ nói bệnh tình của anh đang trở nặng, với lại anh cũng không sống được bao lâu nữa. Anh cũng không muốn làm khổ em thêm. Anh đừng như vậy. Em sẽ lo cho anh mà, em sẽ chăm sóc cho anh. Anh quyết định kỹ rồi. Em về Hà Nội đi. Chúc em tìm được hạnh phúc mới nha. Anh, lát nữa anh nhớ em đi xem phim nha. Nè, mà em thích xem phim gì? Cô làm gì vậy? Sao lại bạn trai tôi? Hương, anh vẫn còn sống à? Thật là uổng công. Tôi tin tưởng anh, tự dằn vặt suốt thời gian qua. Nếu như anh muốn quay lại với người yêu cũ thì anh chỉ cần bảo với con Hương này một tiếng. Cần gì phải mất công dằn vặt như vậy? Thật sao? Hương nè, hôm nay anh đến đây tìm em là có việc muốn nhờ em giúp. Bây giờ em cũng đã thành công rồi, còn anh thì làm ăn khá xúc. Anh mong là em nghĩ là tình xưa của mình mà giúp đỡ anh có được không? Không được, bởi vì anh vẫn còn nợ em. Anh còn nợ em? Anh nhớ là lúc chúng ta quen nhau á, em chưa có gì hết, còn anh lại là một giám đốc của một công ty lớn. Vậy thì anh nợ em cái gì? Anh nợ em một lời xin lỗi. Hương nè, anh xin lỗi em. Em giúp anh được không? Muộn rồi anh ạ. Em xin phép. Anh nợ em một lời xin lỗi. Muộn rồi anh ạ. Em xin phép.